chị đây này. Hoài đấy. Ừ. À, cắt trên chứ, để cho lên mầm chứ. Đây đấy, thử. Ốc ngắn quá, cái đấy để lại. Đấy, cắt trên, trên, trên. Ừ. Không, đây này. Ừ. Có cái... để lại một mắt. Vâng. Để lên đấy. Vâng. Chị Hoài cũng nói đấy. Nòn nhỉ? Ôi mà em cắt hết miếng này đi được. Chị lấy một ít về ăn đấy. Mà cũng ấy cho chị ngấm luôn. Để lại một hai mắt. Cho lên đấy cắt rồi. Cái non của ai thôi. Cái đấy thôi, còn cái kia để lại. Non nhỉ? Khi cấu được nhỉ? Cấu nữa. Cấu khi còn nhanh hơn. Một cắt đi. Suốt. Cắt đi chị nhá. Dao chị đâu? Kìa. Dao thì sắc thôi. Dao mình cá đầy. Cấu được nhưng mà sợ nó sức cây nó như hỏng ấy. Ngon dã mà. Cây này này, thích chưa? Ta chỉ nửa luống là đủ. Dạ, mọc ấy. Để lại một lá nhé. Để lên. Để. Để. Đặt luôn. Đất cứng. Đấy, không chuyên với rau. Nhìn lên cây giống này. Trồng suốt lại còn kêu không chuyên với rau. Không chuyên 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 với rau, rau, rau này. Ừ. Ở trên đấy ít trồng nhỉ? Trên này không trồng. Ừ. Ngon thật. Nếu họ trồng rau tốt thì cái này mình biết trồng mình trồng có tốt. Rồi cũng sẽ tốt. Mấy chẳng dưa cây con. Cái răng rất là vừa. Đây là con leo. Cắt những cái leo đi trước cho đỡ dài. Này. Nốt hai cây này chị nghĩ đủ đấy. Cái này. Ừ. Cái này nốt. Đây, hai cây dài nữa. Rồi rất là non mọi người nhé, chị sẽ nhặt nhé. Để đi hái với đấy. Non thật đấy. Ơ
Chắc hôm nay có xuống mua rau cải không? Em có. Chắc luôn đi. Nón dã man cái cọng này vẫn xào được này, có lấy cọng không? Bỏ nhé, nấu canh thì chẳng cần. Thì trước anh Tạ anh hay lấy được cái xào lắm, xào tỏi ngon. Có thể nấu canh mọi người, xào tỏi rất là ngon, thái nhỏ ra và nước canh. Thêm được vài quả cà muối nữa nhỉ, ngon luôn. Rất non, tiếp qua xào với cặp. Bố dài nhà phải sắm hết cả chậu rổ mới rồi nhỉ. Sắm hết mà.